Cô chào các con. Trong bài học hôm nay, cô sẽ giúp chúng mình kết nối các chữ lại với nhau để tạo thành câu qua trò chơi bong bóng bay lên. Các con thấy gì nào? Có rất nhiều bong bóng đang bay lên đấy. Trong bong bóng có chứa những chữ cái nào? Đó là các chữ A, E, O, U, T, B, V. Những chữ cái này ghép lại với nhau sẽ tạo thành các tiếng. Các con hãy đánh vần xem đó là các tiếng nào nhé. Chúng mình có tiếng ba này. Bờ, a, ba, huyền, ba, ba. Chúng mình có tiếng bé này. Bờ, e, đe, sắc, bé, bé. Chúng mình có tiếng vẽ này. Vờ, e, ve, ngã, vẽ, vẽ. Các tiếng này ghép lại sẽ tạo thành câu đấy. Chúng mình có câu gì đây nhỉ? Tiếng bé này, tiếng vẽ này, tiếng ba này. Ghép ba tiếng này lại chúng mình được câu bé, vẽ, bà. Thế trong câu vừa rồi, ai là người vẽ bà? Bé là người vẽ đấy. Thế bé vẽ ai? Bé vẽ bà. Chúng mình cùng đọc lại câu này với cô nào. Bé vẽ bà. Chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá một câu nữa nhé. Chúng mình có tiếng cá này. Cờ, a, ca, sắc, cá, cá. Chúng mình có tiếng có này. Cờ, a, ca, sắc, có, có. Chúng mình có tiếng bố này. Bờ, ô, bô, sắc, bố, bố. Các tiếng này ghép lại sẽ tạo thành câu đấy. Chúng mình có câu gì đây nhỉ? Tiếng bố này, tiếng có này, tiếng cá này. Ghép ba tiếng này lại chúng mình được câu bố, có, cá. Thế trong câu vừa rồi, ai là người có cá? Là bố đấy. Thế bố có gì? Bố có cá. Chúng mình cùng đọc lại câu này với cô nào. Bố có cá. Câu cuối cùng. Đến câu này thì cô chắc rằng các con sẽ nhẩm được câu một cách nhanh chóng và dễ dàng thôi. Chúng mình có các tiếng bé, cá và vẽ, bố. Các tiếng này ghép lại với nhau chúng mình sẽ tạo thành câu đấy. Chúng mình có câu gì đây nhỉ? Tiếng bố này, tiếng ba này, tiếng bé này, tiếng vẽ này, tiếng cá này.
ghép các tiếng này lại, chúng mình được câu bố và bé vẽ cá. Thế trong câu vừa rồi, ai là người vẽ cá? Là bố và bé đấy. Thế bố và bé vẽ gì? Bố và bé vẽ cá. Chúng mình cùng đọc lại câu này với cô nào. Bố và bé vẽ cá. Vậy là chúng mình đã luyện đọc xong 3 câu rồi. Câu bé vẽ bàn, câu bố có cá, câu bố và bé vẽ cá. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Chúc các con học tốt và ngày càng yêu thích việc học. Tạm biệt các con.